giống cái chữ lớn thì chân luôn. Người bán trụ. Bán nhiều bán trụ. Ta thập vừa đi ra nó đứng. Ơi 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 ơi, nó cắn á, nó vào đó. Tay bờ đây dưới đất không à? Dưới đây đồ tay đi. Cháo đã. Đưa tay kia đây. Chết hai không? Nhỏ. Dạ. Ok, còn hai, còn một viên chờ nè. Được không? Tính gì được không? Còn viên đủ rồi. Đình thiệt rồi. Đầu thì ngán à. Tôi muốn từng nào không? Thành giáo ơi, ngồi giáp ạ. Dễ kè cho bá lửa đó. Đất nước à. Không đủ rồi. Quá giỏi. Không. Hay là mẹ phân ra làm đôi đi. Cho mốt mẹ mua thịt á. Bỏ vô như lấy ra mẹ dần rồi bịch đi, xong rồi mua mốt mẹ ăn như cái mua thịt về cái này giả ra. Chẳng mua con lạng mấy cái mua thêm 20 ngàn. Qua hôm qua quên dặn mẹ mua ruột heo. Nó không chịu, tôi để nghệ ngon không, nó là hôi nó ăn không được. Nó hai cục này mà mẹ ăn mẹ lại. Ủa mẹ nha, chứ tôi lên bên nạn liền luôn á. Vậy hả? Muốn lỗ tai nữa hả? Ừ. Chú cháu đi nghe đi, ai cũng khen đẹp tay. Còn một đống rồi anh hả? À, rồi cầm. Đấy không kêu hả? Hả? Nó nói ông nội vô đó ngồi kìa. Không, tách chùi vậy. Cắn đi lấy miệng cá, đừng có dẻ nè, cắn tí xíu. Ăn nữa rồi đó. Ngon. Ngước mặt lên nhìn bay à, chay à. À mẹ gắp trong khúc. Ngon. Khúc này rất đắng à. Nó hay là chùi kìa, nó không lì nè. Suri ơi. Suri.